Theo tường thuật của tờ The Wall Street Journal ngày 8 tháng 10, các quan chức an ninh Iran đã hỗ trợ lực lượng Hamas lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10 và đưa ra quyết định cuối cùng cho phép Hamas hành động tại một cuộc họp ở Beirut, thủ đô Liban vào ngày 25 tháng 9. Tờ báo trích dẫn thông tin từ các thành viên cấp cao của hai nhóm Hamas và Hezbollah. Theo các nguồn tin, các lãnh đạo của lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc IRGC đã làm việc với các nhóm này ít nhất 2 tuần một lần kể từ tháng 8 để bàn bạc kế hoạch xâm nhập Israel ở cả trên không, trên bộ và trên biển. Lãnh đạo Quds Ismail Qani được cho là đã tham dự một số cuộc họp cùng với thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, thủ lĩnh phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine PIJ, Ziyad al-Nakala và Saleh al-Aruri, chỉ huy quân sự của Hamas. Các nguồn tin cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã tham dự ít nhất 2 cuộc họp. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết họ chưa thấy bằng chứng nào về sự liên quan của Tehran. Trong cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng hôm 8 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, "Chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy Iran chỉ đạo hoặc là đứng sau cuộc tấn công cụ thể này, nhưng chắc chắn có mối quan hệ lâu dài." Tuy nhiên, một quan chức châu Âu và một cố vấn cho chính phủ Syria đã cung cấp thông tin tương tự các thành viên cấp cao của Hamas và Hezbollah về vai trò của Iran trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, theo The Wall Street Journal. Khi được hỏi về cuộc họp ở Beirut, ông Mahmoud Midawi, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết nhóm này đã tự lên kế hoạch cho cuộc tấn công Israel. Đây là quyết định của người Palestine và Hamas, ông nói. Người phát ngôn của phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết nước này ủng hộ các hành động của Hamas nhưng không chỉ đạo họ. Theo giới quan sát, vai trò trực tiếp của Tehran nếu có sẽ đưa cuộc xung đột kéo dài giữa Iran với Israel ra khỏi bóng tối, làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Israel đã quy trách nhiệm cho Iran và cho rằng nước này đứng sau cuộc tấn công dù là gián tiếp. Chúng tôi biết rằng đã có các cuộc họp ở Syria và Liban với sự tham gia của các thủ lĩnh khác trong quân đội khủng bố bao vây Israel, nên rõ ràng có thể thấy là họ đã cố gắng bắt tay nhau. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực đã cố gắng phối hợp nhiều nhất có thể với Iran. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan cho biết hôm 8 tháng 10. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.